nó tu tăng má măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy. Uttamang gawande hang thammang cha duy thăng hoa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và thành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang thành cha đuôi thoát ta măng sang thế vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng ních đến cho ngài siêu trí đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con để tròn phước báo ngày hôm nay. Sirakni me buddha se tho chari buddho cha đặc thi ne wa ma ang se mok ga la no purato virakan sa yang bạch chi me ma ma anando vi na sa wa cha tôn ti sa sa man ta Loka bala ti inda dewa sa pramaka e te sang anu kwa we na sa pe pa yao bạch ka wa ne ka ang taraya pi vi na san tu a sen. Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, với mặt Xá Lợi Phất, với trái kiền Liên Hầu, trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, chỗ ai lực pháp màu, hộ trì cả năm châu rủ ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Soa tha la tho chu tổ ra no ho bu tha sa ta ne a ro go chu tổ hoi cha tha be nha ti phi sa tha la tha chu ta ro na ha bun tha sa ta ne a ro ga chu ta hoi cha tha be nha ti phi te a tha la tha chu ta ro na ha bun tha sa ta ne a ro ga chu ta ho tha sa tha be thiện nhà thị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái Sithiya Chanaga Tham. Xin tham văn tu xin tham văn tu xin tham văn tu nhang pha lăng e ta si minh ta ta na ta ya si minh sam ba sa de na chêm ta xuống. Cầu xin cho hòa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa phú sa phú lành thầy. Ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hê thi ca bùn nhăn nô a nu mô đàn tu chi răng đắc kham tu sa sa năng. Ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hê thi ca bùn nhăn nô a nu mô đàn tu chi răng đắc kham tu nô ga ru Akasattha yammattha devanaga mahittika punyanno anumodam tujiran rakham tunyatayo Akasattha yammattha devanaga mahittika punyanno anumodam tujiran rakham tupamino Akasattha yammattha devanaga mahittika punyanno anumodam tujiran rakham tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều,
đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chiếc của xá lá cầm măng cách tách bằng kia ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa pi đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô áp thi dê cha sát ta a sanh ni nô ca tâm phun nha pha lăng mây hằng sát đề pha ghi pha hoàm tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đình năng cùng nhà pha lăng ma già về chất tắc thanh ác cha nam ti đề hoa gặm tòa ni quê đa dùm đề lô cầm hi về sắc ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sắc đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn quả tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể giúp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng này khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà thi nằng hồ tú xuất phí ta hồn tù nhà, ta vô. Nguyện thân nhân quá đẳng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá tan nồ quỳnh nhằn à sa quá kha già quá hằng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nề quỳnh nhằn nít bà nát sa tắc cha dồ hồn tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Do phước báo mà con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tâm bảo trong đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tâm quy và ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ chánh pháp, và mong quý ngài quan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong gương Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý tô cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh, tam bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch Covid này. Và phần kiến thức tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tâm quy và ngũ giới đã hoàn mãn, chúng con kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thân tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước báo này trợ duyên cho tất cả sống đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Bây giờ là 4:30. Dạ, con kính là đảnh lễ sư Pháp Thông, kính đảnh lễ sư Quán Thông, kính đảnh lễ sư
trí đức giảng sinh thỉnh pháp sư ạ. Vamma chaloka thipati saham pati ta tanh chali an tiwa rang aya chatha santi thasat tap pa chak kha chati ka de se tu thammang anukam ti mang pa chang sap tham ma phê rinh vi na yánh cha ca yăng suốt tanh cha bán thăng a phi tham ma chăn măng a cô ta yăn tô cha tu sánh cha đắng đăng bấm bô tha nay dê và vi sa giá mắt chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang lúa chờ trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lòng rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi rước lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lập giả ngày giờ chân sang đức pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lần thối không hòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới khổ cập, đám mưa làm lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp môi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, với mê cầu đều trí vẹn toàn. Dạ, tiếp đây con xin chính mời chị MC Như Quỳnh lên làm nhiệm vụ ạ. Dạ, xin kính dân mic cho chị Như Quỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức thần Mai. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Thầm Mai giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, Thượng Tọa Quán Không, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Hồng Mai đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo, Thọ Trì Vi Giới và Thỉnh Pháp Sư. Dạ, con được biết là Thượng Tọa Pháp Thành sẽ giảng bài học ngày hôm nay là Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 2, Tương Ưng Thiên Tử. Phẩm Ba La Mã Các Ngoại Đạo, bài 7 La Mã Nan Đá. Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Đứng một bên, thiên tử Nan Đá nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức được hưởng cảnh an lạc. Thế Tôn, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi được hưởng chân tịch tịnh. Nam mô Bích Tha giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Kính thỉnh lễ chư Tôn Đức trưởng lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức,
Xin chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Xin cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cảm ơn cô Như Quang đã đọc bài và post bài lên. Và trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính trung thỉnh chư tôn đức nhiều mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về tâm bảo lòng đại một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã phải gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả những ai thực hành đúng theo chính pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm vườn xanh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo kính cộng không chư tôn đức pháp thể ngăn ngay, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới luôn bốn loại sớm thoát khỏi những thiên tai dịch quả, được an ổn. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta học cái câu Phật ngôn thứ bảy nói về vị thiên tử Nang Đá. Thì vị này đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên cái ý nghĩ của mình. Thời gian lặng qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức được hưởng cảnh an lạc. Thì quý vị thấy rằng cái thời gian là nó luôn luôn là nó trôi chảy, nó trôi chảy bất tận. Thì xin nhớ hồi khoảng lớp 4 gì đó, lớp 3 thì có học một cái bài học thuộc lòng nói về thời giờ. Thời giờ ngựa chạy tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm, đông qua xuân lại trước thềm, hè về rực rỡ êm đềm thu sang. Cái bài nói về cái thời gian mùa tiết, nhưng mà nó cũng rất là hay. Thì vì thấy rằng đó, mới vừa là chúc mừng năm mới, mới vừa chúc mừng năm mới thì cái quay qua quay lại cái là tới chúc mừng năm mới nữa rồi ha. Đó, cái thời gian ấy, nó trôi chậm chậm, nó lững lờ, nhưng mà nó cứ cứ trôi chảy, nó không có đợi ai á. Cho nên đó là chúng ta nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái trần cảnh ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không thấy được cái gì, cái sự thay đổi ngay cả ở trong cái thân ngũ quỷ của chúng ta. Mới ngày nào là còn thiếu niên, rồi cái
thanh niên, thanh niên rồi bắt đầu trung niên, trung niên bắt đầu qua đi lão niên, đó thành ra đó là nó cứ chậm chậm, nó cứ chậm chậm nó trôi, cứ cứ cái đồng hồ cái kim nó cứ 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 quay, cứ quay sáu sáu chục giây thì cái kim giờ nó một cái phút nó nhích được một cái, ha, sáu chục giây nhích cái, sáu chục giây nó nhích cái, rồi cứ sáu chục phút thì cái kim giờ nhích cái, nó cứ cứ lặng lặng nó trôi qua trôi qua trôi qua. Nếu mà chúng ta không có để ý quan sát thì thời gian nó trôi qua, nhưng mà có những lúc thì nó trôi rất nhanh. Khi mà quý vị có cần thời gian để làm các cái công việc thì thấy thời gian nó trôi rất là nhanh. Công việc mình làm chưa xong đã hết thời gian rồi, không? Đó. Còn có những lúc thì thời gian nó trôi rất là chậm. Ban đêm mà mình ngủ không được thì mình thấy trời ơi sao cái đêm nó dài quá. Có khi mình ngồi thiền nó đau, nó tê, nó nhức. Mình chờ cho cái đồng hồ nó reo mà nó quá là lâu, đó, thành ra cái chậm hay cái nhanh thì một phần do cái tâm lý của mình, có lúc thì mình mong cho cái thời gian nó mau, thì khi mà mình muốn cho nó trôi mau thì mình thấy nó làm như nó dừng lại, nó quá chạy. Còn khi mà mình cuốn hút cái công việc ấy, thì mình muốn cái thời gian nó dài ra thì nó lại thấy nó rất là chậm. Chứ sự thật ra đó là một giây hay một phút, một giờ, một ngày là nó là đã như vậy rồi. Nó không có chậm mà cũng không có nhanh, mà nhanh hay chậm là do cái tâm lý của mình. Rồi thì khi mà chúng ta không có để ý đến cái sắc thân ngũ uẩn này đó thì chúng ta mãi chạy theo công việc, cơm áo gạo tiền, tài tình danh lợi, chạy theo trần cảnh bên ngoài, sắc thân vị xúc, thì khi mà có những lúc chúng ta quay lại nhìn ngắm lại cái quẩn này, thấy nó bây giờ nó già cỗi rồi, hồi nào là tráng kiện, tóc đen nhánh, da dẻ hồng hào, nhựa sống cặn càng, thì bây giờ sao, tóc bạc, da nhăn, rồi xác thân nó tiều tụy, sức khỏe suy giảm, nó thì chúng ta thấy rằng cái gì, cái thân ngũ uẩn này, nó luôn thay đổi, những cái khỏe mạnh, nhựa sống căng tràn, thì nó đã tiêu hoại, nó đã từ bỏ chúng ta đó. Mà nếu mà chúng ta có cái thường xuyên phản tỉnh xem xét thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi này thì chúng ta mới cảm thấy ngao ngán, ngao ngán ghê sợ, kinh hãi cho cái thế gian này. Chúng ta không thấy thế gian này không có gì là
cốt lõi để cho mình bám líu, mình dính mắt, mình nương tựa đó, ha. Nhưng mà khi mà mình si mê, mình mới thấy sai lầm, cho nên mình mới dính mắt, mình bám níu vào cái thế gian này. Chứ sự thật ra là thế gian này nó chẳng có gì để đáng mà cho chúng ta chạy theo tìm tội, dính mắt, bám níu nó. Rồi nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ thì chúng ta sẽ tích cực bào trữ cái thiện pháp, thực hành thật nhiều những cái thiện pháp. Nhưng mà đó, nếu mà cái người mà còn muốn thụ hưởng, còn muốn thụ hưởng cái hạnh phúc ở thế gian, hạnh phúc nhân giới, thiên giới, thì sao? Thì nó cũng sẽ còn khổ đau. Cho nên đó, là cái lời dạy của Đức Phật này, khi mà mình cảm thấy ngao ngán, kinh khiếp, ghê sợ cái thế gian này do nhờ cái sự phản tỉnh, mình quan sát, mình xem xét, mình sợ hãi cái tử vong, nhưng mà đó mình còn làm các công đức để mà mình hưởng lợi ở nhân thiên. Nhưng mà Đức Phật nói rằng từ bỏ hết tất cả hạnh phúc nhân thiên cũng bỏ luôn, để hướng đến gì? Để đến chân tịch tịnh, tức là gì? Đã hướng đến cái con đường giải thoát niết bàn. Thì tất cả mọi cái công đức, mọi cái pháp độ, mọi cái thiện sự mà chúng ta làm đó, để hướng đến cái niết bàn giải thoát, thì cái đó mới là cái sự thật tịch tịnh tuyệt đối. Còn nếu mà chúng ta mà còn muốn tái sanh lại ở những cõi trời để hưởng những cái hạnh phúc ở thiên giới, thiên súc thiên lạc, muốn tái sanh lại có người là người có người giàu sang, có của cải, có địa vị, thì chúng ta cũng còn khổ. Cho nên là cái mục đích tối hậu là chúng ta thực hành các cái thiện pháp là để hướng đến cái sự giải thoát, chứ không phải chỉ là cái hạnh phúc của nhân thiên, không phải để hưởng được cái an lạc trong cái thế gian này. Đó là phần chính kinh, cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng cái thế gian này đó là sao? Nó bị điều khiển bởi các cái pháp, sự vận hành của các pháp mà người ta hình tượng ra. Thì cái gì? Ở cái thế gian này cái sự vận hành này nó bị điều khiển bởi năm cái loại ma: ngũ ma, phiền não ma. Phiền não ma ở đây là gì? Là những cái gì? Đừng nghĩ là người ta thường hay vẽ tranh á. Quý vị đi đến chùa thường riêng quý vị thấy vẽ tranh những cái ma là nó có năm, có đồ này kia nọ, thấy không? Cởi voi ri mê khá lá đủ cả binh ma, kia tiếng hát la vang rền. Đâu phải tất cả là nó đều hình tượng ra như vậy đâu. Phiền não ma đây là những cái phiền não nó ẩn tàng,
nó tiềm ẩn trong trong cái nội tâm chúng ta ha. Những cái lậu hoặc những cái triền phược, những cái triền cái mà nó ẩn tàng, nó nằm sâu ở trong cái nội tâm chúng ta. Khi mà nó gặp cái cảnh thích hợp thì bắt đầu nó sẽ nhảy ra, nó sinh khởi. Rồi nếu mà chúng ta không có sự tu tập, không có quan sát, không có quán sát cái nội tâm của mình thì sao? Những cái phiền não này nó chế ngự, nó tràn ngập, rồi nó lôi cuốn chúng ta làm những cái điều không có được tốt đẹp, hành động nói năng để đem đến những cái khổ đau, gieo trồng những cái chủng tử xấu. Rồi cái thứ hai là ngũ quẩn ma dương. Thì cái ngũ quẩn ma này đó là nó, cái thân ngũ quẩn này nó luôn luôn nó biến đổi. Có lúc thì nó khỏe mạnh, có lúc thì cái nhựa sống căng trào, nó hăng hái, nó sốc nổi. Nhưng mà có những lúc thì nó lờ đờ, nó quể quải, rồi đau nhức tê mỏi, mình không điều khiển được nó. Rồi có những lúc là đến những cái giai đoạn cuối thì sao? Mắt mờ, tai điếc, gối trùng. Có những lúc mà mình không điều khiển được các cái cơ vận ở trong cái cơ thể của mình thôi. Cho nên là cái ngũ quẩn này nha, nó cũng là luôn luôn là bị sự biến đổi của các pháp. Cho nên mới nói là ngũ quẩn ma. Chính vì nó luôn luôn thay đổi, mà vì chúng ta bám níu vào đó, chúng ta không chấp nhận, chúng ta không chấp nhận cái sự thay đổi này, chúng ta muốn điều khiển nó, muốn có cái sức khỏe ổn định chứ không có muốn đau nhức, muốn luôn luôn cái thân thể mình phải vận động tốt đẹp, chứ không có muốn đau tê nhất mỏi kia. Mình muốn mãi trẻ trung chứ mình có muốn già cỗi. Cho nên là sao? Khoa học, y học luôn luôn là tìm những cái phương cách, tìm những cái phương thuốc để mà làm chậm đi cái trình già nua lão hóa, khoa học tìm những cái phương cách để mà giữ cái thân thể này cho được khỏe mạnh, đó. Nhưng mà sao không có cái phương pháp nào mà có thể mà giữ cái sức khỏe mãi mãi trường tồn, không có cái thuốc trường sanh bất tử nào mà nó giữ cho cái tuổi thọ chúng ta mà kéo dài được, không? Quý vị thấy rằng ở trong lịch sử nhiều ông vua nghĩ là bây giờ mình làm vua mình phải tìm ra cái phương thuốc kéo dài tuổi thọ để mà ngồi trên ngai vàng cho nó lâu, để mà hưởng được những cái lợi lạc của một vị đứng đầu cho quốc độ. Mình là con của trời mà,
thiên tử mà, không? Cho nên là muốn tìm ra những cái phương thuốc để kéo dài tuổi thọ, để thụ hưởng cái hạnh phúc quyền thế ở thế gian này. Nhưng mà rồi sao? Rồi cũng phải chịu theo cái định luật vô thường, rồi cũng phải già, rồi cũng phải chết. Rồi cái thứ ba đó là pháp hành ma dương. Thì quý vị thấy rằng cái bất thiện nó cũng đem đến cái khổ đau, mà cái thiện của dục giới nó cũng có trói buộc trong cái dòng quay sinh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta không hiểu biết, không có trí tuệ, chúng ta tạo tác tạm nghiệp bất thiện, thì sao? Thì chúng ta rơi vào những cái cảnh đức khổ đau. Rồi nếu mà chúng ta tạo tác những cái thiện nghiệp nhưng mà còn mong muốn được hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc nhân thiên, thì sao? Thì chúng ta cũng trói buộc trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta thực hành các cái công hạnh á, với cái chí hướng là để diệt trừ tất cả những cái mầm mống trói buộc trong thế gian này. Thành ra Đức Phật nói sao? Mình phải làm các công đức để thoát ra tất cả cái trói buộc ở thế gian mới được hưởng chân tịch tịnh. Còn mà nếu mà mình làm các công đức để hưởng cảnh an lạc của thế gian này thì không có cái cảnh an lạc trong thế gian nào mà nó hoàn toàn an lạc hết. Còn lạc là còn khổ. Còn cực lạc, còn cực lạc hay còn cực khổ. Chừng nào mà diệt trừ tất cả những cái khổ đau, cái an lạc cũng diệt trừ luôn, lúc đó là mới tịch tịnh thật sự. Còn cực lạc hay còn cực khổ. Đó. Thành ra chúng ta phải hiểu biết với trí tuệ để chúng ta vượt ra tất cả những cái pháp hành để đạt đến cái sự giải thoát, chứ chúng ta không phải thực hành để có được cái an lạc của thế gian. Rồi cái thứ tư là thiên ma. Thiên ma ở đây là ở trong thế gian có một cái vị chư thiên mà có quyền ở trong các cõi dục giới, gọi là ma gì á, là những cái vị chư thiên này nè, là thường tạo ra những cái chướng ngại chờ dịp để mà khống chế các chúng sanh ở trong cái thế gian này. Đó thì vì cái vị này có cái nhiệm vụ như vậy, thấy không? Thí dụ bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà ở trong xã hội không có những cái người mà có quyền lực để mà áp đảo các cái trộm cướp, thấy không? Thì sao? Thì cái xã hội nó sẽ không có được an ổn, thấy không? Ở trong các cái kỳ thi mà không có những cái vị giám khảo ra đề bài
ra đề thi thì làm sao mà xác định được những cái người học sinh mà đã đủ điều kiện để cấp bằng. À, cho nên đó là cái thiên ma này đó là cái nhiệm vụ là như vậy, thấy không? Đừng nói là mấy ông cảnh sát, mấy ông ấy là ác, chứ chính vì nó phải có cái quyền lực đó đó để nó đàn áp, nó bắt những cái kẻ mà gây hại cho xã hội, kẻ trộm cướp, kẻ gây rối loạn trật tự, thấy không? Thành ra là cái nhiệm vụ của ta ở giai đoạn đó là nó như vậy đó, thấy không? Mình không chịu học bài, không chịu cố gắng nỗ lực học bài, vô vô phòng thi giám khảo ta ra đề thi, cái mình nói mấy ông giám khảo mình khó quá, ra đề bài, ra đề thi gì mà khó khăn quá, tôi làm không được. Chính vì qua cái kỳ khảo sát đó mới biết được cái trình độ, cái sự học của mình nó có đạt được hay không, thấy không? Chứ còn nếu mà không có mấy gì giám khảo, ai học rồi cũng như nhau hết, thì làm sao biết được cái trình độ của người thấp hay cao, để định ra các cái học vị ở trong cái xã hội này, thấy không? Chính có những cái kỳ sát hạch, các cái vị giám khảo ra đề thi thì mới phân biệt được cái người nào đạt, cái người nào không đạt. Người tốt nghiệp cấp 3 có tú tài, rồi người là cử nhân, là thạc sĩ, là tiến sĩ, đó. Cho nên á là ở đây là cái nhiệm vụ của cái thiên ma này là để thử thách. Quý vị thấy rằng á, chính Bồ Tát cũng vậy, cái đêm cuối trước khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài cũng bị cái vị thiên ma này ra cản trở, đó, thử thách, giống như là cái người thí sinh cái vị giám khảo, cái vị giám khảo thì cũng ra hết phương cách để thử thách cái người thí sinh. Người thí sinh cũng phải nỗ lực hết mình để giải đáp, để vượt qua những cái thử thách của giám khảo. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới đạt đến cái đạo quả cao nhất là chánh đẳng chánh giác. Rồi cái cuối cùng đó là tử thần ma đó. Tử thần ma này là cái gì? Cái sự chết, cái kết thúc của cái thần ngũ uẩn này. Đó. Ai cũng phải đi đến cái điểm tận cùng. Có sanh là có tử. Có sanh ở trong cái thế gian này thì phải có cái điểm kết thúc. Giống như cái sự vận hành vậy đó. Cứ sáng rồi tối, tối sáng, sáng tối, tối sáng, ha. Cái hoàng hôn là không phải là nó chấm dứt, nó là kết thúc của một cái ngày, ha. Rồi cái bình minh là nó khởi đầu cho cái ngày, thì cứ ở những cái quốc độ mà lúc đó được cái mặt trời nó soi rọi đó, nó chiếu sáng đó, thì ngày, còn có bên mà bị che khuất là đêm, thì khi mà kết thúc của một ngày là cái hoàng hôn, rồi khởi đầu cho một ngày này là bình minh, thì cứ vậy. Cho nên á là cái chết của chúng sanh á chưa phải là cái
cái điểm tận cùng, cả chưa phải là cái điểm kết thúc, mà chỉ là gì, nó chỉ chuyển đổi từ cái kiếp sống hiện tại để mở ra một cái kiếp sống tương lai ha. Nó cứ tiếp tục như vậy hoài cho đến khi nào đó, cho đến khi nào mà chúng ta nỗ lực tu tập tạo trữ đầy đủ các pháp độ ha, đạt đến là tứ đạo tứ quả ha, đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc ha, những cái mầm mống, những cái nhân để tái sanh luân hồi đã bị đào bứng tận gốc rễ rồi, thì lúc đó các vị thánh tứ đạo tứ quả vô dư niết bàn mới là hoàn toàn chấm dứt luân hồi tái sanh. Còn vị thánh hữu học quý vị nhớ rằng cái vị thánh mà tu đồ quần đó, sơ đạo sơ quả đó, thì cũng phải đâu, cũng phải còn tái sanh lại không quá bảy kiếp mặc dù những cái mầm mống, những cái nguyên nhân dẫn đi đến khổ cảnh đã được đoạn trừ, nhưng cái sự tái sanh ở trong thế gian nó cũng còn đến bậc thánh Nhất Lai cũng phải còn tái sanh là một kiếp. Đó, chỉ có bậc thánh tứ đạo tứ quả, bậc thánh vô lậu thì đoạn trừ tất cả những cái mầm mống tái sanh luân hồi, cho nên là chấm dứt gánh nặng đã đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong sau đời sống này thì không còn đời sống nào khác chấm dứt tái sanh luân hồi cho nên là chỉ có đạt đến cái thánh tứ đạo tứ quả thì mới là thoát khỏi cái sự điều khiển của tử thần ma để chúng ta hiểu rằng ở đây trong cái thế gian này nếu mà chúng ta còn hiện diện ở trong cái thế gian này thì còn phải chịu cái sự điều khiển của năm cái thứ ma này cho nên chúng ta hiểu biết để chúng ta cố gắng chúng ta nhận diện được nó để gì, để chúng ta tìm cách chúng ta mới vượt qua được, để chúng ta thoát ra cái quyền lực cái sự khống chế điều khiển của năm loại ma này để chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui ha. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu biết chúng ta còn bám níu, còn nhiễm đắm, còn thích thú ở trong thế gian này thì chúng ta sẽ còn bị chi phối bởi năm cái ma này cho nên chúng ta phải tìm hiểu học hỏi để thấy được gì, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để ghê sợ, vừa đủ để kinh tởm cái thế gian này từ đó chúng ta mới cố gắng mà nỗ lực tu tập để mà vừa thoát ra còn nếu mà chúng ta có cái nhìn chưa thấu đáo chúng ta còn nghĩ thế gian này chứ khổ cũng khổ nhưng mà có những lúc cũng vui ha, quý vị thấy không, dịch bệnh thì dịch bệnh nhưng mà yên yên chút họ cũng đi du lịch đồ chơi ha, cũng là hè lễ hội rồi họ đâu có sợ đâu kể ai chết mình đâu có chết còn tổ chức hội hè rồi lễ hội này lễ hội khác rồi đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra sao,
cái gì nó bị vô minh nó che đậy, cái si mê nó che án, người ta không có thấy cái sự ghê sợ à kinh tởm của dịch bệnh ha. Đấy, tôi đâu sao đâu, trời ơi, tôi đeo khẩu trang rồi tôi chích hai mũi ba mũi rồi ha. À cứ cứ đi chơi hưởng thụ tắm biển rồi à, đi Lào Cai Sa Pa Đà Lạt rồi này kia nọ à, để du lịch được thoải mái ha, mình không có thấy ghê sợ cho nên ha. Rồi bắt đầu vô bệnh viện nằm, lúc đó bị cấp cứu là than gian ha. Tại vì mình còn ham muốn chạy theo cái trần cảnh à, chạy theo sắc thinh vị xúc à, thỏa mãn các căn, cho nên nó là sao, là nó còn khổ à. Thế còn mình ghê sợ à, mình kinh hãi, mình né tránh à, thì né được ái ngộ à. Thành ra đó nhờ chúng ta có sự học hỏi, hiểu biết, tìm hiểu Phật pháp à, tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật, để từ đó mà chúng ta lần hồi, chúng ta thoát ra à, thoát ra cái những cái bẫy mồi của ma dương à, ma dương nó hay lắm à, nó có rất nhiều cái bẫy mồi à, người nào thích tài sản nó đưa cái tài sản ra để nó nhử, người nào thích về cái tham dục thì nó đưa cái tham dục ra để nó nhử ha. À nó có đầy đủ các cái mồi nhử đó, thấy không? Đó, cho nên nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sẽ bị cái bẫy mồi của ma dương, mà khi mà mình dính bẫy của nó rồi thì mình sẽ khổ đau à. Cho nên có một cái bài kinh gọi là bài kinh Khổng Tước đó. À, mặt trời ánh sáng như vàng chiếu trong thế giới ha, là nguyên nhân cái bài kinh đó là sao, là lúc đó Bồ Tát là cái con công mà vì các cái pháp độ của Bồ Tát thực hành đó. Cho nên là cái con công này nó rất là đẹp à, thay vì cái những con công khác là màu sắc á, còn con công này á, cái lông của nó giống như là vàng vậy đó, nó rất đẹp. Cho nên là những cái người thợ rừng thấy, rồi lần đó là ông vua ông đi vô săn bắn á, ông thấy được cái con công này này à, cho nên là ông khởi lên cái tâm mà tham muốn, ham thích là bây giờ làm sao mà phải bắt được cái con công này đó về để hoàng cung để nuôi à, để ngắm cho nó. Thì à, ông mới ra lệnh là bây giờ mà ai mà những cái người thợ rừng, những người à, thợ săn á, ai mà bắt được cái con công này mà đem đến cho ổng á, ông sẽ thưởng 1.000 đồng tiền vàng à. Nhưng mà vì cái Bồ Tát á có cái sự tu tập, cho nên là rất nhiều những cái thợ săn, thợ rừng họ đem nhiều cái bẫy nhưng mà không có bắt được, không bắt được. Rồi cái càng ngày cái giá mà cái giá tiền thưởng đó, ông vua ra lệnh nó càng cao, càng cao. Rồi một hôm mới là có một cái người thợ săn họ nghĩ ra cái chiêu thức, tại vì cái con công trống thì nó thích cái con công máy à, mà những cái bẫy khác đó là mồi ngon thế này thế kia thế nọ ha à, không có làm cho nó xa bẫy được, cho nên cái người này đó mới tìm một cái con công máy ha à, đẹp đẽ này kia nọ để đó à, mới dăng bẫy xung quanh. Thì sao,
cái bắt đầu cái khi mà cái con công nó thấy con công máy rồi đó, thì bắt đầu mất chánh niệm đi, quên đi ha, bị cái hình dáng, cái âm thanh của con công máy nó thu hút. Cho nên là lúc đó cái con công là Bồ Tát đó, mất chánh niệm, cho nên bị xa bẫy, bị bắt nhốt đem về trong cung vàng, nhốt để cho ông vua mỗi ngày ông ngắm, mất đi cái tự do. Đó. Thành ra đó, cái bài kinh này này là chúng ta phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác trước cái hấp dẫn của cái mồi nhữ. Có khi chúng ta vượt qua được những cái mồi nhữ là ăn ngon mặc đẹp, thế tình thế này thế khác, nhưng mà khi mà cái tham dục, cái luyến ái nó khởi lên, có đôi lúc chúng ta bị mất chánh niệm thì sao, thì chúng ta sẽ bị sa vào cái bẫy của ma dương. Cho nên á, là cái lời dạy cuối cùng khi mà Đức Thế Tôn sắp sửa vô dương niết bàn là phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, không nên dễ vui. Và sao cái người mà nội tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái người sống, mà cái người mà buông lung giải đãi dễ vui là cái người chết. Đó, thành ra chết là bị gì, chúng ta sẽ rơi vào cái sự khổ đau hành hạ của ma dương. Còn nếu mà chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn, chánh niệm tu tập, thì chúng ta sống ở đây là chúng ta sẽ đạt đến vượt thoát ra cái quyền lực, cái sự điều khiển của ma dương. Thành ra là trong cái câu Phật ngôn này đó, thì chúng ta hiểu cái lời dạy Đức Phật là chúng ta nỗ lực thực hành các cái công đức, nỗ lực tinh tấn gieo trồng các cái thiện pháp, với mục đích là để thoát ra cái thế gian này, để đạt đến cái sự tịch tịnh an vui tuyệt đối, chứ không phải chúng ta làm để mà mong hưởng được cảnh an lạc của thế gian. Chúng ta phải hiểu như vậy. Với phước báo này thì xin kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Thân An chúc tất quả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến cảnh giới an lạc tịch tịnh tuyệt đối như lời dạy của Đức Thế Tôn. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt qua những cái khổ đau thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con kính tri ân những cái lời dạy của sư hôm nay. Dạ hôm nay sư dạy giải thích rất là rõ và giải thích rất là tận tình, và con và những cái điều mà hàng Phật tử chúng con luôn luôn suy nghĩ đến và mong muốn là hiểu rõ cái những gì mà sư đã giảng ngày hôm nay. Dạ thưa sư, con có một
câu hỏi này muốn nhà sư góp ý dùng con. Thì trong trong cái giống như sư nói là trong cái như con ở trong quá trình những cái giai đoạn tu tập của con có sự khác biệt, thì con có lúc đó, thì con sẽ thấy rất là tràn đầy năng lực, sẵn sàng tham dự những khóa tu thiền tích cực để quân bình được tâm ý. Và cũng là qua những cái khóa thiền đó thì con sẽ tăng trưởng thêm những mức độ hiểu biết về tu tập. Nhưng cũng có khi con cảm thấy là không có thích ứng, hoặc là không có cảm thấy là có sự chú tâm khi mà tham gia những cái khóa thiền như vậy, thì con sẽ không đi tu thiền. Thì có phải chăng đó là những cái vòng chu kỳ tròn và khuyết, khi vơi khi đầy sẽ xảy ra trong quá trình tu tập của mình hay không, thưa sư? Và cũng trong cái quá trình này á, con cảm thấy là trong cái vòng tròn này làm như là nó sẽ đẩy chúng ta trở về cái cuộc sống hàng ngày. Và nhưng con cũng cảm thấy là qua cái sự tu thiền giúp con rất là nhiều trong cái đời sống, trong thực tế, khi va vấp những cái điều bất như ý, những điều mà mình không cảm thấy không có hài lòng, thì nhờ sự tu tập thiền của những cái khóa thiền tích cực đó, sẽ giúp con chấn chỉnh lại cái tâm của mình và giúp tâm của mình sâu bình, không còn vọng động hoặc là phiền não nhiều như trước khi mình tham gia những khóa thiền. Thì có phải chăng cái sự tu tập thiền của mình trong những cái khóa thiền tích cực sẽ giúp cho mình có được cái chánh niệm, sẽ hỗ tương cho chúng ta những cái cuộc sống thực tế và giúp chúng ta rất nhiều trong những giai đoạn như vậy, phải không thưa sư? Và con cũng có nhiều khi á, con có cái suy nghĩ như thế này: khi mà con tham gia cái khóa tu thiền tích cực thì con phải sắp xếp tất những cái cuộc sống gia đình của con cho nó trật tự, cho nó coi như là để mình cảm thấy an tâm khi mình đi dự những khóa thiền như vậy. Và vì con vẫn còn đi làm nên cũng phải sắp xếp cái công ăn việc làm của con nữa. Có những lúc đó thì nó rất là thuận tiện, nhưng mà cũng lúc là cũng có chướng duyên. Nhưng mà khi con cảm thấy nếu mà mình muốn tu tập cho tốt trong những khóa thiền tích cực như vậy, thì mình phải an tâm những cái vấn đề còn lại trong cuộc sống. Và nếu mà con cảm thấy là con chưa an tâm thì con sẽ không đi tham gia những khóa thiền như vậy, khóa thiền tích cực như vậy, có đúng không thưa sư? Dạ, xin sư cho con lời khuyên và cái câu nhận những cái thắc mắc của con, xin sư giải thích giùm con ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư Sư Minh ấy, trong một cái bài pháp á, ngài nói cái trường thiền á, nó giống như là cái bệnh viện, để cho chúng ta là những cái bệnh nhân, chúng ta vào đó để mà chúng ta trị bệnh ha. Mà bệnh nhân mà vô trị bệnh có sức khỏe rồi thì phải ra ha. Chứ cái bệnh viện mình ở luôn trong đó đâu có được ha. Thì phàm nhân chúng ta đó, là Đức Phật nói sao, luôn luôn là chúng ta là bệnh, không bệnh trong thân thì cũng bệnh trong tâm. Không bệnh về cái sức khỏe kém cỏi, đau mỏi tê nhức thì cũng gì, bệnh tham sân si ha. Đó, cho nên là chúng ta đi vô những cái trường thiền, dự những khóa thiền để chúng ta gặp được các cái vị lương y, những cái vị bác sĩ, những cái vị thiền sư có cái kinh nghiệm để
giúp đỡ, hỗ trợ chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta những cái phương thuốc để mà trị cái bệnh tâm của mình. Là giáo pháp là gì? Là phương lương dược, năng trị tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải cái thuốc nó phù hợp để trị cái tâm. Chứ cái tâm nó bị bệnh mà mình trị, mà đi tập thể dục rồi cái nọ, mình tập gym kéo xạ chạy rồi cái nọ, là để có cái trị trên cái thân thôi. Cho nên là bệnh của thân thì phải trị những cái phương pháp của thân. Cái bệnh của tâm thì phải có những cái phương thuốc để trị cái tâm. Nên ra chúng ta vô trường thiền để gì? Để trị cái tâm bệnh. Đó, cho nên là chúng ta có những cái điều kiện, những cái phương pháp mà nếu mà chúng ta đi thực tập thì nó cũng tốt. Nhưng mà có sao? Có nhiều khi mình tập thời gian mình cũng thấy mình chán. Tại sao? Tại vì cái sự tinh tấn của chúng ta đó, nó chưa phải là hoàn toàn để giải thoát, mà chúng ta còn mong cầu. Trời ơi, ở thế gian thì tối ngày cứ đi làm. Tối ngày cắm đầu cắm cổ làm rồi ăn rồi ngủ, làm mà ăn ngủ chán quá. Mình cảm thấy mình chán với cái diện trình trong đời sống hàng ngày, mình muốn có một cái gì nó mới hơn, nó thay đổi hơn, cho nên mình đi vô trường thiền, rồi mình vô mình trường thiền mình tập thời gian ấy, mình thấy gì đâu nó chán, gì đâu cứ đi kinh hành ngồi đi kinh hành rồi ngồi quan sát thở vô thở ra, quan sát thở vô thở ra, phòng xẹp, rồi sao? Cái tâm mình nó cũng chán nữa. Nó chán nữa, nó muốn tìm cái gì mới hơn. Cho nên á, cái sự thực tập của chúng ta đó, ở phía sau cái mà mình đi vô trường thiền mình thực hành á, nó bị thúc đẩy bởi phiền não. Thấy không? Cho nên sao? Nó muốn được hưởng cái cảnh an lạc của thế gian. Mà quý vị nhớ rằng á, cái thế gian, trong thế gian này không có cái gì là hoàn toàn an lạc. Chỉ có đạt đến cái niết bàn thì nó mới là cái chân tịch tịnh thôi. Cho nên nó là nó thích rồi nó không thích, nó hăng hái rồi nó buồn chán, nó tích cực rồi cái bắt đầu nó giải đãi, nó dễ vui, là cái quy luật của cái tâm phàm nhân, nó là vậy đó. Khi nào mà nó thích á, nó muốn á, thì bắt đầu nó tìm cách sắp xếp để mà đi vô trường thiền, để hành thiền, đi làm các công đức, đi bố thí trì giới này kia. Nhưng mà khi mà nó chán thì thôi, là bắt đầu là nó trốn chạy, không thích là cái né tránh, biện vào bận cái này bận cái kia mắc cái nọ. Còn mà nó thích thì cỡ nào nó sắp xếp cũng ổn. Thành cái tâm phàm nhân mình là nó vậy đó. Cho nên chúng ta biết rằng những cái lúc nào mà nó hăng hái, nỗ lực tinh tấn thì mình cũng coi, mình cũng phản tỉnh, mình xem xét coi tại sao mà nó nôn nóng, nó tích cực. Rồi khi nào mà nó giải đãi, nó chán nản, nó muốn từ bỏ,
mình phải phản tỉnh xem nhé, tại vì nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó muốn cái gì, nó thích cái gì mà không đạt được thì nó cảm thấy nó chán, là nói vậy á. Cho nên á là chúng ta luôn luôn là phải phải phản tỉnh xem xét lại cái khi mà mình hăng hái nỗ lực tích cực, biết cái gì nó thúc đẩy, cái gì thúc đẩy, phải là trí tuệ nó thúc đẩy hay là phiền não nó thúc đẩy. Rồi khi mà nó không đạt được, bắt đầu nó chán, tại sao nó muốn phải như vậy, đi vô hành thiền là phải đạt được cái trạng thái lân lân an lạc như thế này, đạt được những cái kinh nghiệm như thế này, đạt được cái trí tuệ như thế này, thấy không? Tại vì cái mong muốn mà, mong muốn phải đạt được, đặt ra cái mục tiêu, trong vòng 7 ngày, 8 ngày gì đó ha, là phải đạt được những cái này, nhưng mà do cái nhân duyên nó chưa tới, hành hoài mà sự đau, cái tê, cái nhức hoài, không thấy gì hết trơn, không đạt được kinh nghiệm gì hết trơn, thôi chán quá, thôi về, ha, đó, thành ra là cái quy luật của nó vậy đó, cho nên chúng ta biết chúng ta phải khi mà nó hăng hái, nó nỗ lực, thì mình cũng phải biết xem xét coi nguyên nhân từ đâu, có phải là do phiền não thúc đẩy không, rồi khi mà nó dễ vui chảnh mãn, nó muốn bỏ dở, không có cố gắng nỗ lực thực hành thì cũng sao, thì mình phải phản tỉnh xem xét cái nguyên nhân. Thành ra đó rằng chúng ta phải cái sự tu tập là cái gì đó nó phải diễn ra bình thường, chứ không phải như lửa rơm, thấy không? Không phải mà mình nấu nước mà mình để xung quanh một đống rơm chứ đấy phân cái bỏ mình đi, bỏ đi thì hồi nó cháy hết cái rơm đó rồi nó bắt đầu nó bếp nó tắt, nó tắt rồi cái lá cái mình trở lại cái mình để củi để rơm rồi vô cho cháy phân nữa. Thành ra cái khi mà mình nấu nước như vậy biết chừng nào mới có nước sôi để mà mình châm trà, ha. Thành ra đó cái sự tu tập là không phải một ngày một bữa mà là đều từng bước mỗi ngày mình dành ra nửa tiếng là nửa tiếng, ngày nào cũng vậy ha. Mỗi ngày mình dậy sớm để mình tụng kinh để bái tam bảo xong mình ngồi nửa tiếng thì mình giữ cái thời quá nó đều như vậy ha, chứ không phải ngày thì mình thức dậy sớm mình hành tiếng rưỡi rồi cái mấy ngày sau ôi bữa nay mệt quá, bữa nay quệ quại quá, bữa nay muốn bệnh quá, cả tuần lễ mình không hành ha. Rồi thành ra cái sự tu tập của mình nó khi thăng khi trầm, khi đầy khi dơi ha, giống như nước lớn nước rộng vậy đó. Gọi là Bồ Tát hứng cái chừng nào mà hứng khởi mình tu, còn hồi nào mà mình thấy quẻ quải chán nản thì mình bỏ ha. Là cái tu tập như vậy thì nó không có đem đến cái kết quả tốt đẹp, mà chúng ta giữ sao chậm đều mà chắc, mình ngày nào mình cũng bị nửa tiếng thôi, nhưng mà mình phải có cái cương quyết là ngày nào mình cũng phải giữ như vậy, ngày nào cũng phải giữ như vậy ha. Dù cho có cái gì đi chăng nữa, ví dụ như mà chỉ trừ ra là cái lúc mà nó bệnh quá thôi, còn bắt đầu mà có nhức đầu cảm lạnh gì chút mình cũng ráng, mình ráng mình tinh tấn mình vượt qua ha. Còn mà hơi quể quải một chút mới lạnh nhảy mũi mấy cái thôi bữa nay bệnh quá thôi, này không tu
đi công chuyện về hơi mệt mệt, tao ơi bữa nay đi công chuyện về mệt quá thôi nghỉ, mai là tu ha. Đó thành ra là có những cái nói đi, những cái pháp chướng ngại đó, nó là những cái pháp chướng ngại gọi là pháp hạnh ma dương là vậy đó ha. Cái khi mà mình tinh tấn thì bắt đầu có cái chướng ngại, cái tâm lùi sụp à, nó cản trở, mà nếu mình không vượt qua thì mình bị rớt lại đó. Đó là nó vậy đó. Cho nên là cái khi mà chúng ta hăng hái tinh tấn nỗ lực, chúng ta coi là cái thúc đẩy này á, là phiền não hay là cái trí tuệ ha. Rồi khi mà chúng ta lùi sụp à, thì chúng ta cũng coi xem cái nguyên nhân là tại vì nó muốn cái gì, nó mong mỏi cái gì, nó muốn đạt được cái gì à, thì để chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân để chúng ta vượt qua à. Mà nhớ rằng cái hành trình, cái công cuộc mà tu tập nó là cái người mình, cái người chạy đường dài nha à, chứ không phải là chạy nước rút à, thành ra đó chúng ta nhớ rằng cái sự tu tập của mình chậm đều mà chặt, chứ không phải mà mình vội vàng được à, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai à, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích lời tiên hữu ích cho con trong quá trình thực tập. Dạ tri ân sư, dạ xin mời đạo huynh ạ. Dạ à, kính cảm ơn Sít Hồng Mai. Dạ à, trước hết xin cảm kính lễ ban ngôi tam bảo à, dạ à, cảm ơn cô Nhật Quỳnh với Thiền Vũ cho biết tín hiệu. Dạ à, xin kính đảnh lễ sư Trí Đức à, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh à, kính lễ quý bà quý cô à, à, quý vị hình trưởng trong đạo tràng. Dạ à, hôm nay thì một ngày dương lành để chúng tôi có ghé thăm room và cũng bà chóp bà nhán nghe tiếng được tiếng mất sư Pháp Thanh giảng về cái đề tài thời gian à, trong cái kinh à, à, xin lỗi sư con không nhớ rõ cái kinh, chắc là Tăng Chi Bộ sư hả, nếu mà con có nói tọt thì sư thứ lỗi. Dạ à, trở lại vấn đề thời gian là một cái đề tài rất là đáng cho chúng ta suy niệm và văn tu tư. Dạ à, thời gian là cái con dao hai lưỡi. Dạ à, cứ người nói thời gian là một cái liều thuốc chữa tất cả mọi chứng bệnh à, thí dụ những cái đau khổ gì đó à, mượn cái vết thương lòng nào đó, hoặc là cả cái vết thương về à, về thân thể, thì thời gian sẽ chữa lành tất cả à. Tuy vậy à, thời gian cũng à, cũng rất là tàn nhẫn. Dạ à, cướp mất đi cái tuổi thanh xuân của mình, như sư có nói đó, cướp đi cái trẻ, cái tuổi thanh xuân. Dạ à, một triết gia nào đó nó nói một cái câu như thế này là trong tất cả những kẻ cướp thì cái thời gian này kẻ cướp tàn nhẫn nhất. Dạ cái câu đó là không sai. Dạ à, à, dạ thì cái đề tài đó là sư đã phân tích rất là rốt ráo rồi à, chúng tôi không có hỏi thêm gì nữa trơn à, bây giờ à, sư cho phép con à, dương đông kích tay. Dạ à, hỏi mượn câu này hỏi câu kia. Dạ nhân đây này cũng rằng là sư Pháp Thanh đối với chúng tôi là à, vừa là người thầy à, vừa là người anh và cũng được vừa là người bạn, tại vì thỉnh thoảng sau cái hậu trường tiền sảnh của đạo tràng thì chúng tôi có những buổi mạn đàm. Dạ à, rất là thoải mái và sư đã người rất là thông minh à, Phật pháp tinh thông. Dạ thì cô xin hỏi sư một câu là à, cái rất căn bản thôi. Dạ cái chữ quy y. Dạ
Vừa rồi nghe người bà người một số bạn bè nói là cái anh chàng nó quy y rồi, cái cô đó có quy y rồi, thì người ta hiểu theo nghĩa thông thường là cái người đấy cạo đầu xuống tóc rồi đắp y rồi vô chùa sớm tối tụng kinh niệm Phật. Thì con vô đạo tràng nó thấy mọi người cũng quy y, tức là quy y có nghĩa là quy là người ta quay về, y là nương nương nấu, quay về mà nương nấu tam bảo, nương nấu Phật, nương nấu Pháp và nương nấu Tăng. Thì con là kế sơ cơ, thưa sư, con là kế đa giáo, sư cũng biết rồi. Thì không biết là cái ý nghĩa mà quy y như thế nào cho đúng, cạo đầu xuống tóc vô chùa, hay là mình cứ học kinh Phật, rồi nương nấu vào Tăng, vào nấu vào Pháp của Đức Phật, thì mới gọi là quy y. Con xin kính nhường với trị sư. Và năm mới thì cũng chúc sư rất là nhiều sức khỏe và đạo tràng an vui, thính pháp an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ca Giá. Hôm nay sao mà huynh không có đi làm mà sao mà nghỉ sớm mà ghé vô trong room. Thì cũng xin cảm ơn cái lời chúc của đạo huynh, nhưng mà nói chung là mình cũng còn phàm nhân chứ chưa có tinh thông lắm đâu, thì cũng có hiểu biết chút chút, chẳng qua là hiểu biết hơn đạo huynh chút đỉnh thôi, chứ chưa dám nói là tinh thông đâu. Chúc đạo huynh nhiều sức khỏe ha. Còn cái ý về cái ý nghĩa mà cái danh từ mà quy y đó, thì cũng giống như đạo huynh đã nói rồi đó, quy là trở về, y là nương nhờ. Nhưng mà cái nó có nhiều cái hình thức. Có người thì bây giờ người ta nghĩ là bây giờ mình lớn tuổi rồi ha, mình quy y để mình cũng có cái bằng, cái giấy chứng nhận là mình đã quy y ở chùa này chùa kia, quy y với vị hòa thượng này, vị thượng tọa kia, vị đại đức kia ha. Nhưng mà điều cái quy y đó là để trên cái hình thức thôi, cho nó có. Có rất nhiều người quy xong rồi đó, cái làm cái lá phái, cái bằng để vô những cái khuôn kính nó đẹp, treo ở trên vách, để cho ta biết được mình cũng là cái người Phật tử có quy rồi. Nhưng mà đó, cả một năm, hai ba năm chưa bao giờ tới chùa, chưa bao giờ mà có dành thời gian ra mà để mà lễ bái tam bảo ấy. Thì cái quy đó là trên cái hình thức thôi nè. Rồi có những người quy y nhưng mà không có tìm hiểu cặn kẽ, quy y để ăn chay niệm Phật này thôi ha. Cái quy mà thật sự đó là cái về cái tâm của mình. Khi mà chúng ta quy là chúng ta trở về với cái trí tuệ, với cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi chúng ta y đúng nương nhờ vào cái trí tuệ giải thoát của Đức Phật, để chúng ta có cái sự an tịnh trong cái đời sống hiện tại, và hướng đến cái chân lý an lạc tuyệt đối là niết bàn. Rồi giáo pháp á, giáo pháp là cái những cái sự thực hành, những cái bổn phận, những cái sự thực hành
để mà chúng ta được an vui. Chúng ta khổ đau là gì? Là do cái phiền não. Cái phiền não nó bủa vây, nó trói buộc. Cái giáo pháp là những cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho mình thực hành để mở ra, để cắt đứt, để vượt thoát cái sự trói buộc này, là trở về với pháp, là ở đây là chúng ta thực hành cái bổn phận của cái người mà Phật tử, chúng ta vượt thoát ra cái phiền não, khổ đau. Rồi quy tăng á, là tăng là những cái người mà đệ tử của Phật, gìn giữ cái giáo pháp, thực hành giáo pháp và giảng dạy cái giáo pháp này. Những vị tăng là gì? Những cái vị mà đang đi trên cái con đường giới định tuệ, những vị mà thực hành chân chánh đúng theo chánh pháp, đi đúng trên cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dẫn, đã chỉ dạy. Thấy không? Thành ra khi mà chúng ta phải hiểu biết như vậy đó, thì cái sự quy nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thấy không? Chứ còn mình quy rồi á, 2-3 năm lâu lâu vui vui đi chùa, chứ còn bình thường là thôi, không có việc gì không cần không có đi. Thành ra đó, cái quy y vậy đó, chỉ trên cái mặt hình thức thôi. Thành ra đó, cái quy y là nó trở về rồi để mà chúng ta gần gũi lắng nghe, cho nên mới gọi là người cận sự nam hay cận sự nữ. Cận là cận, mình thường xuyên mình đi chùa ít là một tháng cũng được, ngày hai ngày vào những cái ngày bát quan để mình đến chùa để mình xin giới, rồi mình nghe pháp, mình nghe pháp, mình học pháp để mình mới thực hành những cái thiện sự. Đúng không? Đó. Còn mà quy y cho nó có cái chứng nhận, chứng nhận là người đã quy y rồi, nhưng mà mình cũng không có đến chùa, rồi cũng không có nghe pháp, rồi cũng không có học hỏi giáo pháp, không có thực hành giáo pháp, thì cái sự quy y đó nó cũng không có đem đến cái kết quả tốt đẹp. Đó. Cho nên là chúng ta khi mà quy y thì phải có trí tuệ, phải phân biệt, đó, rồi phân biệt cái lời dạy của Đức Phật cái nào là đúng, là để mình nương tựa noi theo để mình thực hành, còn những cái nào là nó không phải cái giáo pháp, cái chánh pháp của Đức Phật dạy, chứ không phải là ai nói gì mình cũng nghe. Đó, rồi mình nhắm mắt mình tinh càng, rồi mình thực hành, rồi nó đem đến cái lệch lạc, nó không đúng theo chánh pháp, nó không có làm cho chúng ta vượt thoát ra khỏi những cái phiền não mà bị trói buộc, bị dính mắc trong những cái nghi thức, những cái mà nghi thức thế này thế khác, lễ bái, rồi trói buộc trong những cái nghi thức nó không có không đúng đắn, không có tốt đẹp. Thì như vậy á, khi mà chúng ta quy đi thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cho cặn kẽ, phải phân biệt rõ ràng, và khi mà chúng ta quy thì phải có sự lực, tìm hiểu, học hỏi, lắng nghe, suy tư, và sau đó thì chúng ta thực hành theo chánh pháp để đem đến cái lợi ích tốt đẹp, thì cái quy y như vậy nó mới đem đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại cho chúng ta.
Thầy xin giải thích cái thắc mắc của đạo huynh. Dạ, chúc đạo huynh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức trời đức cùng chư tôn đức vừa văn lâm vào đạo tràng. Nhục quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục quỳnh lễ kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhục quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn hôm mai, cảm ơn thiền ngũ cho nhục quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú đành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay cũng như trả lời câu hỏi của huynh đạo huynh và Xích Hồng Mai. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, tại vì Kim Nhung đi bắn nên là Kim Nhung có nhờ Nhật Quỳnh liên khuyết những cái phần nào mà Hồng Mai chưa làm thì Nhật Quỳnh làm để đạo tràng được sinh hoạt điều đặn tốt hơn. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời, mời bằng tay quý vị. Có thể trong bài giảng của sư còn có điều gì chưa hiểu hết hoặc có những cái thắc mắc nào thì kính mời bằng tay. Dạ, lâu lâu Nhật Quỳnh mới thấy Pháp Nguồn Lào Cai vào đạo tràng. Lào Cai có câu hỏi gì không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, nhà con xin theo mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp thanh và dùng tạm ít nước ở tỉnh khách thiền hữu ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Pháp Nguồn Lào Cai có chức máy không? Dạ, kính mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh lễ quý sư ạ. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thì cũng không biết hỏi câu hỏi gì, nhưng mà nghe sư vừa giảng cái bài kinh con công ấy, thì con thấy là con công nó bị lôi cuốn bởi cái sự ảo tưởng của hình dáng rồi sự âm thanh đó, thì nó cuốn hút rất là mãnh liệt cái con công đó. Thì như chúng ta đây ở trong cuộc sống đây cũng thế, thưa sư, mình rất dễ bị những cái điều đó chi phối á, dù là tình cảm hay là tiền bạc á, thưa sư. Thì tất cả những cái ảo tưởng rồi những cái mục đích mình muốn đạt được nó ấy, thì nó rất dễ lôi cuốn chúng ta phạm vào những cái tội lỗi á, rồi thì nó lôi cuốn chúng ta, làm cho nó có một cái mãnh lực gì đó làm cho chúng ta rất là bị nó cuốn hút vào, mà trong khi đó thì không đủ định tĩnh để mà sáng suốt để mà biết ra được cái mối nguy hiểm đó. Vậy con xin được hỏi là nếu như mình muốn tu tập ấy, thì như thế nào thì để mà cho nó có một con đường đúng, và mình hiểu làm sao để mà mình biết mà mình có thể tránh được những cái mối nguy hại đó một cách sáng suốt, mà trong cái lúc mà mình đang bị nó cuốn như vậy mà thì làm sao mà mình có thể định tĩnh lại được khi đó ạ. Dạ, con xin kính tri ân sư chỉ dạy cho chúng con ạ. Con xin được mấy cách ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính lãnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì
vì chúng ta si mê lầm lạc, chúng ta không có nhìn đúng cái tính chất, cái thực tướng của đối tượng nè, cho nên là cái si mê, cái vô minh nó làm méo mó đi cái đối tượng, cho nên mình mới bị sai lầm lệch lạc. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta nhìn đúng cái thực tánh, thực tướng của đối tượng đó, thì chúng ta thoát ra cái mãnh lực, cái sự thu hút, cái sự lôi cuốn của đối tượng. Ví dụ Đức Phật nói là sao? Như không thấy có một pháp nào mà nó thu hút cái tâm tánh của người nam bằng cái sắc, cái thinh của người nữ. Không có một cái pháp nào mà nó thu hút người nữ bằng cái sắc, cái thinh của người nam. Chính vì chúng ta nhìn cái sự điều khiển của phiền não, chúng ta thấy đây là một người nữ, gương mặt như thế này, hình dáng như thế này, giọng nói như thế này, chúng ta mới bị phiền não nó tràn ngập, nó xâm chiếm, nó điều khiển, nó sai sử. Còn nếu mà chúng ta nhìn theo cái thực đó là nó là cái thân, gồm có những cái thành phần do nhân duyên nó hợp thành, chứ hoàn toàn không có một người nữ, không có gì là đẹp, đây là ổ bệnh tật, đây là những cái đóng các cái chất ô uế, không có gì là đẹp hết. Đó, đây là đất, nước, lửa, gió, nó hợp thành. Thì khi mà chúng ta nhìn cái đối tượng đó mà với cái tính chất như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có bị đắm nhiễm. Đó, nhưng mà đa phần cái phàm nhân, cái trí tuệ, cái tuệ lực, cái sức mạnh của trí tuệ mình chưa đủ, cho nên là sao, mình bị những cái lậu hoặc phiền não nó che. Chính vì sao vô minh thì mới duyên hạnh, mình thấy méo mó lệch lạc, mình thấy cho là cái bông hoa này nó đẹp, mình thích thú, mình nhiễm đắm, mình nhìn ngắm rồi mình còn muốn gì, muốn lấy cái bông hoa này đem về để ngắm cho nó đã, mình mới đưa tay mình hái cái bông hoa đó, phải không? Nhưng mà sao, cái bông hoa nó đẹp nhưng mà nó có gai, khi mà mình nhìn ngắm cái bông hoa không mà mình quên đi cái gai, cho nên khi mình đưa tay mình hái thì nó chảy máu, nó đâm đứt, đứt tay, chảy máu, thấy không? Thành ra chúng ta phải tu tập ở đây là để có cái trí tuệ nó mạnh mẽ, nó nhạy bén. Thì cái sự tu tập của chúng ta đó để gì? Để đối trị với vô minh si mê, giống như cái trò chơi mà kéo co đó. Khi nào mà vô minh si mê mà nó mạnh đó, thì nó kéo, nó lôi cuốn mình, chạy qua phía bên nó. Còn nếu mà chúng ta tu tập có cái nội lực, có một cái trí tuệ, có một cái sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác, thì vô minh si mê nó mới lôi được mình, mà mình lôi nó, đó thì cứ 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 dằn co kéo qua kéo lại vậy đó. Thành ra mình biết
khi nào mà mình bị lôi cuốn bởi cái trầm cảm bên ngoài, bởi công việc, bởi cái sự tính toán suy tính ha, tại sao lúc đó là vô minh. Khi mà trí tuệ nó không có mặt thì lúc đó là bị si mê vô minh. Cho nên á, chúng ta nhớ rằng khi nào mình có hiểu biết rõ ràng đầy đủ là lúc đó mình có mặt. Mà minh sanh thì vô minh diệt, mà minh sanh thì hành diệt. Chúng ta suy tư nói năng là việc với trí tuệ thì sẽ đem đến an vui. Còn khi mà vô minh sanh thì chúng ta làm việc nói năng với phiền não thì sẽ đem đến khổ đau, sầu bi khổ u não. Cho nên là lâu lâu chúng ta tự phản tỉnh, chúng ta tự xem xét, coi nãy giờ mình có hay biết, có trí tuệ, có chánh niệm tỉnh giác không. Đó, còn nếu mà chúng ta bị lôi cuốn bởi công việc, rồi trần cảnh bên ngoài, tài tình danh lợi, sắc thân vị xúc, thì lúc đó là chúng ta bị phiền não vô minh nó điều khiển. Còn nếu mà chúng ta biết phản tỉnh xem xét thì lập tức là chánh niệm tỉnh giác trở lại, thì trí tuệ nó có mặt. Thì trong cái thế gian này á, là cái sự thực tập, cái sự tu tập của chúng ta đó, giống như là cái trò chơi kéo co đó. Có lúc thì chúng ta dễ vui thì bị phóng dật vô minh phiền não nó lôi cuốn. Còn nếu mà chúng ta có sự hay biết, chúng ta quay lại phản tỉnh xem xét, để duy trì cái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác, thì mình đứng vững, mình không bị phiền não nó lôi cuốn vậy đó. Cho nên là mỗi lúc chúng ta tu tập là để dung bồi cái trí tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác, để chúng ta thấy được cái đúng cái bản chất, cái thực tánh, thực tướng của đối tượng, thì chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau. Còn nếu mà chúng ta tu tập còn non yếu, chưa đủ lực, chưa có đủ cái trí tuệ, cái sức mạnh của trí tuệ đủ để đối kháng với phiền não, thì chúng ta bị nó lôi cuốn, thì chúng ta sẽ còn khổ đau, còn sầu bi khổ u não. Xin giải thích thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ. Con lại là phải có sự tu tập thật là tinh tấn, nỗ lực ạ. Dạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Dạ, con xin được xuống. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai, và cảm ơn Lào Cai đã đặt câu hỏi. Dạ, con chào một chút, coi có vị nào đưa tay không, mà cũng không có vị nào đưa tay. Dạ, trong đầu tràng con vị nào có điều chi thắc mắc không ạ? Có điều chi thắc mắc thì xin mời bàn tay của quý vị ạ. Giang Nhật Hà bây giờ có đang lái xe không? Giang Nhật Hà, Minh Quang nè, có điều gì hỏi không? Alo, Minh Giang Nhật Hà nè, lúc này là ở room có nhiều nam nhi lắm. Minh Giang Nhật Hà, Minh học giáo pháp nè, Minh Quang nè, và bàn tay quý vị giấu đâu hết rồi? Alo, dạ. Coi như là Giang Nhật Hà không dám nhúc nhích,
nhất nhất thì sở nhục bình mời phải không? Dạ, vậy là hôm nay những quý trong đạo tràng ngồi im ru hả bạch sư? Dạ, nếu không ai, xa thú Hồng Mai, mời Hồng Mai nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư, quý tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng, để con thấy không ăn hết nên con đành phải lên để cho đạo tràng nó được có sinh khí, chứ im lặng thì cũng phải cảm thấy là không được. Thì mong rằng như các bạn nam như là Giang Nhật Hà, bạn Sang, bạn học giáo pháp là sẽ đặt những câu hỏi đưa lên ạ. Dạ thưa sư, khi mà mình muốn là cái tâm mình nó thăng bằng mà nó vững mạnh thì mình phải luôn luôn mình phải có chánh niệm và mình luôn phải quán sát tâm trong bất kỳ tình huống khó khăn nào. Giả sử như là ví dụ như con có thể khi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh mà mình cảm thấy đem đến sự phiền não đến với mình, thì có phải chăng con phải suy nghĩ xem là có thể làm điều gì đó để thay đổi cái hoàn cảnh đang xảy ra trong hiện tại hay không? Và nếu vậy, nếu mà có thể thay đổi được, nếu mà có thể có những cái tình huống nào có thể chuyển xoay được cái hoàn cảnh này, thì mình tại sao mình phải buồn? Và con cũng phải nghĩ rằng là có, nếu mà mình không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh trong hiện tại thì mình cũng không thể nào mình buồn được, vì mình không thể thay đổi nó được, thì mình đành phải chấp nhận nó, và lúc đó thì cái tâm mình nó sẽ quân bình, nó sẽ không còn phiền não nữa. Và từ cái những cái phiền não trong tâm xuất hiện thì lúc đó thì mình có cái kinh nghiệm để mà khi những cái hoàn cảnh tương tự xảy ra thì cái tâm mình vững vàng hơn. Thì con nghĩ phiền não và không vui trong cái cuộc sống hàng ngày chỉ làm cái bản thân mình bị tổn thương, và mình cũng không thể nào sửa chữa cái tình huống hay mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Và qua đó, qua những cái tiêu cực của mình, qua những cái phiền não, những ngầm đưa đến, thì khó tiếp cận được những nguồn lực lành mạnh mà mình có trong tâm, trong quá trình tu tập, trong quá trình mà học pháp, trong quá trình mà mình nghe giảng pháp. Thì mình phải chăng mình phải thay đổi cái tư duy của mình, mình phải có một cái tâm vững mạnh tự chính mình, thì từ đó mình mới phát huy ra và mới giúp đỡ được người khác, phải không thưa sư? Dạ con xin đứng kính thỉnh sư Pháp Thanh giải thích câu hỏi của con ạ. Dạ xin thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, có sự học tập á, thì chúng ta biết rằng á, khi nào mà phiền não nó sanh khởi là lúc đó là trí tuệ nó vắng mặt. Mà phiền não sanh khởi là gì? Tại vì nó không chấp nhận, nó không chấp nhận cái thực tế trong cái giây phút đó, đó. Nó muốn thay đổi. Tức là sao? Nó không nhận, chấp nhận cái khổ, nó tìm cái lạc. Đó. Nó không chấp nhận cái đối tượng này để nó tìm cái đối tượng khác. Nó chê đối tượng này, nó so sánh,
trời nó phân biệt, nó chê đối tượng này là xấu, đối tượng kia mới tốt, thấy không? Đó, đó, cho nên là sao? Cái tâm nó không có chấp nhận trong cái hiện tại. À, ta nói là đứng núi này mà trong núi nọ đó. À, trời ơi, ở trường thiền này nó không có cái pháp, nó không hành, nó không được. Qua trường thiền bên kia kìa, à, trường thiền bên kia đó cái pháp nó tốt hơn, à, ở bên này, à, ở ở bên này nó không có an ổn, à, ở bên kia đó nó mới an ổn, à, nó không chấp nhận cái điều kiện, cái hoàn cảnh hiện tại mà nó muốn hoài đó, thành ra sao nó cứ chạy lăn quanh hoài. À, thành ra khi nào mà phiền não mà nó sinh khởi, có nhiều khi á, lúc đầu khi mà chúng ta mà cái trí tuệ chúng ta chưa có mạnh á, thì chúng ta cũng cần phải có cái suy tư chân chánh để hỗ trợ. Mình thấy là tại vì cái điều kiện nó là vậy, cái mùa này là mùa nắng, không? Mùa nắng thì nó phải nóng vậy đó, không? Mùa này là mùa mưa thì nó phải mưa thôi, mùa này là mùa lạnh thì nó phải lạnh chứ, giờ mùa nắng mà mình biểu nó mát dịu sao được, không? Mùa mưa mà mình biểu nó nắng cũng không được, mùa lạnh mà mình biểu nó ấm nó nắng giống như mùa hè thì đâu có được đâu, phải không? Cho nên á là phải lúc đầu nếu mà cái trí tuệ chưa có đủ mạnh thì phải suy tư chân chánh. À, bây giờ mình không điều khiển thời tiết, à, cái mùa tiết của nó là như vậy là như vậy, à, đó. Còn nếu mà khi mà chúng ta tu tập cái có cái nội lực, cái trí tuệ, cái sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì khi mà những cái phiền não nó sanh khởi, mình khỏi cần niệm, khỏi cần phải mình chỉ cần nhìn nó thôi, mình nhìn nó, mình quan sát, mình biết là à phiền não đang sanh, à nó diệt, mình biết phiền não nó diệt, ha, tự động nó sanh, mình chỉ cần mình biết ghi nhận quan sát nó thì tự động nó sẽ diệt. À, đó, nhưng mà khi mà mình ấy là phải cái trí tuệ, à, mình nó mạnh, chánh niệm tỉnh giác mạnh, à, thì nó mới đẩy lùi. À, còn nếu mà những người mà cơ mới tu tập á, thì phải có cái suy tư chân chánh để mà hỗ trợ, để mình mới đủ sức để mình đẩy đẩy lùi cái phiền não sanh khởi. À, thì trong đời sống nó luôn luôn là như vậy, nó không bao giờ mà nó có cái sự tri túc chấp nhận cái điều hoàn cảnh hiện tại, à, cho nên nó mới khổ. À, còn khi mà chúng ta biết tri túc, biết chấp nhận điều kiện hoàn cảnh thì nó sẽ đem đến an vui. Cho nên á, mình đừng bao giờ mình đòi hỏi các điều kiện hoàn cảnh bên ngoài phải như cái ý mình, à, mà mình chuyển đổi cái tâm của mình chấp nhận với cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại thì tâm nó sẽ trở lại quân bình, thấy không? Đó. Còn khi mà phiền não sanh khởi thì sao? Giống như là cái nhiệt độ ở trong thân mình nó tăng, thấy không? Bởi vậy, tại vì khi mà phiền não sanh khởi, tại vì nó bị nhiệt não, à, vì phiền não nó là lửa mà nó nóng, à, nó đốt cháy cái thân cái tâm của chúng ta. Mà khi mà chánh niệm tỉnh giác trí tuệ, à,
chấp nhận tri túc là giống như là thuốc. À, khi mà chúng ta bị sốt, à, thì chúng ta uống thuốc hạ sốt. Thì khi mà chúng ta uống hạ sốt đó, thì cái đưa cái nhiệt độ của thân thể nó trở lại quân bình. Đó, thì nói vậy. À, bởi vậy mình quan sát thì mình sẽ thấy, à, nếu mà bây giờ mà tâm mình mà bị phiền não chi phối là vô minh, mà hãy vô minh thì duyên hành, à, mà hãy vô minh duyên hành thì sầu bi khổ u não, thấy không? Bây giờ mình hay biết, mình quan sát nó, mình đẩy lùi vô minh để cho mình hiện khởi. À, mà mình có mặt thì minh sanh, thì hành diệt, hay thì sầu bi khổ u não diệt, vậy đó. À, mình cứ quan sát nó. À, nếu lúc đầu mà còn non yếu thì mình phải cần có cái sự tư chân chánh để nó hỗ trợ. Còn khi mà chúng ta cái trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác mạnh rồi thì mình chỉ cần quan sát nó, thì cái tâm mình sẽ trở lại cái trạng thái quân bình, an ổn. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. À, chúc cô sức khỏe an vui. Nam mô A Di Đà. Dạ, con kính tri ân những lời giải đáp của sư, và dạ, con xin nhớ những lời sư khuyên dạy con trong quá trình tu tập. Con kính tri ân sư. Dạ, xin mời quý vị trong đạo tràng có câu hỏi đưa ra cùng thảo luận ạ. Dạ, xin mời. Sa thú, chúng con thành kính chánh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Sư Hồng Mai. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, chắc con hỏi câu hỏi chót để kết thúc buổi học ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, bạch sư, dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ, bạch sư, à, lúc nãy con nghe sư giảng về ngồi thiền. À, có khi thì mình ngồi, mình thấy thời gian nó rất là lâu. Có khi thì mình ngồi, mình thấy thời gian nó cũng là nhanh. Do cái cảm xúc của mình, cái lúc mình ngồi thiền, thì mình thấy thời gian nó lâu hoặc nó nhanh. Nhưng mà sư cho con hỏi, con thắc mắc á, tại vì con cũng nghe có vị giảng nè, mình ngồi vậy là mình không phải là ngồi thiền, tại vì thiền nó rất là vi diệu, nó rất là cao sang. Còn mình bây giờ mình cứ nói là mình ngồi thiền, mình hành thiền, thì cái câu hỏi của con á, là thế nào mình ngồi thế nào mới gọi là ngồi thiền? Bà sư, dạ, con cung thỉnh sư chỉ giảng dạy cho con. Mình ngồi thế nào ngồi thiền? Thí dụ như bình thường con cũng buổi sáng sớm thì con cũng tập ngồi, dạ, ngồi đúng giờ. Nhưng mà như vậy có phải là ngồi thiền hay không, hay là mình phải ngồi như thế nào mới gọi là ngồi thiền? Dạ, con kính nhận mắt đến sư chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khà Giá. Thì chúng ta ngồi thiền, nhưng mà chúng ta phải biết cái cách thức mà ngồi thiền như thế nào, thấy không? Tức là thường thường thì người ta hay gò bó, đã nói là phải ngồi kiết già lưng thẳng rồi này kia nọ ha. Mà sự thật ra đó, cái tư thế ngồi á, không phải là cái tư thế là thiền,
Rồi niệm cũng vậy, niệm niệm hư thở vô thở ra, niệm phòng sợp cái này kia, thân thọ tâm pháp rồi cái nọ ha. Thì những cái đề mục, nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Cái điều quan trọng của ngồi thiền đó là cái chánh, cái tâm chân, tức là lúc đó đó nó hoàn toàn vắng mặt phiền não, nó không mong muốn cái gì, không tìm kiếm cái gì, không thích cái gì, đó là cái gọi là cái thái độ chân chánh khi trong thiền tập. Chứ còn mình ngồi mà nếu mà cái trạng thái phỉ lạc nó sinh khởi, cái mình thích thú, mình muốn bám níu, mình muốn duy trì cái trạng thái mà lân lân, phỉ lạc nó sinh khởi, nó nhẹ nhàng, nó hưng phấn á, thì cái đó là tham. Còn nếu mà bây giờ á mình ngồi mà nó tê, nó đau, nó nhức, mình khó chịu, mình bực bội, là sân. Khi mà mình tham á, cái trạng thái hỷ lạc, an lạc nó sanh khởi, thì sao? Mình dính mắt, mình bám níu vô, tới chừng bồ nó réo rang, mình nói ủa, hồi một tiếng hồi sao lẹ vậy đây? Còn mà khi mà nó đau, nó tê, nó nhức á, thì mình muốn cho cái đồng hồ nó reo lẹ lẹ chút. Trời ơi, ngồi gì đâu mà nó tê, nó đau nhất, muốn chết mà cái đồng hồ nó không chịu reo. Là sân. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu vô ngồi thiền, thì chúng ta ngồi chúng ta không có quá gò bó, không gồng cứng. Cái tư thế thoải mái là để gì? Khi mà chúng ta giữ cái tư thế nó thoải mái, quân bình á, thì như vậy á, nó không có gồng cứng, thì như vậy nó sẽ tránh cái đào, cái tề nhất. Tại vì khi mà mình gồng cứng thì sao? Có nhiều khi máu huyết nó không có lưu thông, thì nó sanh ra nó tề, nó nhất. Đó, rồi khi mà mình bám níu vào cái đề mục mình thích là tham, là cũng không phải, mà gặp những cái đề mục mà không thích hợp, đau tê nhức nó sanh khởi, những cái cảm thọ khổ đau mình muốn khống chế, mình muốn diệt trừ, mình vượt qua nó, là cái thái độ của sân. Cho nên á, là Đức Phật dạy đi trên cái con đường trung đạo, lúc đó là mình giữ cái thái độ chân chánh là không có tham mà cũng không có sân. Tất cả các đối tượng là đối tượng, không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào là xấu, không có những cái cảm thọ nào đáng bám níu mà những cái cảm thọ nào đáng xua đuổi. Mình chỉ giống như cái người khán giả ở trên sân khấu, diễn viên người ta diễn cái gì mình coi đấy, thấy không? Mình đừng thấy người ta diễn những cái vai ác rồi mình nhảy lên quánh ta, thấy không? Những cái vai mà vai bi rồi mình khóc theo người ta, là mình cái tâm mình lúc đó là nó bị chạy ra theo cái đối tượng bên ngoài rồi. Nó diễn bi thì cũng kệ nó, mà nó có diễn hài thì cũng kệ nó, mình chỉ quan sát vậy thôi. Đó, thì chúng ta giữ cái thái độ chân chánh trong lúc hành thiền thì cái đúng. Cho nên là ngài hòa thượng á, Pháp Lạc ngài nói cho hành thiền là không phải để đạt được cái gì, không phải tìm kiếm cái gì, mà cũng phải để xua đuổi cái gì, mà chúng ta chỉ giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác, cái tâm quân bình, để quan sát tất cả các
đối tượng nó đang sanh, đang diệt. Nó là như vậy. Thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Dạ, chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, bây giờ xin mời các cô sám hối rồi sư xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Dạ, với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, Pháp Thể Căn Ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh trong giới bốn loài an vui hạnh phúc. Bây giờ xin mời Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ đành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của con. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Chức Hồng Mai lên sám hối và thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, mời Hồng Mai. Dạ, con kính lãnh lễ quý chư tăng của tu nữ và toàn thể đạo tràng, để sau khi con sẽ phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo sau khi nghe pháp. Uttamang ye na wan de hang ta da tam sum wa ruttamang Buddhe yo khalito do so buddho Hama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang tham nan cha du vi thang wa lang tham me yo khali to do so tham mo khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khan cha duy thot ta mang sang khe yo khali to do so sang tho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin mời, con xin thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana vavena sadanso thi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana vavena sadanso thi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana vavena sadanso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc đến đạo tràng chúng con, và tiếp đây con xin hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu bề kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta thân.